Ôi giời ơi, sốt đây. Sốt đây. Cụ ốm đau thế nào rồi? Tuổi già ấy mà, nay ốm mai đau là cái chuyện là bình thường. Tuổi già như chuối chín cây, gió lay nhẹ nhẹ cũng về với trời mây ông bà. Sao cụ không ở với các con các cháu cho nó vui mà lại vò vọ một thân một mình thế này? Người ta vẫn bảo một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng mà 10 con chưa chắc đã nuôi được một mẹ đâu. Giờ chúng nó có vợ có chồng, ở với chúng nó phức tạp lắm. Kể ra nhiều khi cuộc đời cũng trái ngang thật. Mà cụ này, vừa rồi con ốc nó lại có phát ngôn tự cao đấy, dám so sánh mình với cả nhà thơ, với cả vua. Người đẹp mà hành động không có được đẹp thì nên dẹp đi. Giờ một năm không biết là bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, nên là ra đường hoa khôi cứ nhan nhản như là lá mùa thu. Nào là hoa hậu bể bơi, rồi hoa khôi truyền thần. Dân có giàu thì nước mới mạnh, hoa hậu nhiều nước có mạnh đâu mà thi lắm thế. Tiền đấy để đi từ thiện giúp bà con khó khăn có phải là tốt hơn không? Thi thố cũng là hình thức đánh bóng tên tuổi, có tí danh hiệu là cuộc đời đổi thay ngay, nằm trong chiến lược cả rồi, chứ không phải là thi cho vui đâu cụ à. Mẹ mắng hay sao mà bố lại chui vào gầm giường thế? Tất cả là nhờ mày đấy, nhờ mấy cái phát ngôn tự cao tự đại ngông cuồng của mày. Mà giờ thằng bố con mẹ mày đâu có dám ra đường. Nói như rõ thôi rồi là phải khiêm tốn. Còn khác có cách giải quyết, bố không phải lo. Bố cứ chui ra ngoài này xem nào. Ôi giời, gọi khổ cho tôi không phải giờ. Ôi giời, con những cây. Ây da, ây da. Con đã bảo bố rồi, cứ để người ta chửi bới lên án thoải mái đi, càng thu hút dư luận con càng nổi. À, mày thì nổi lênh bênh lênh phênh rồi, còn bố mẹ mày mới khổ đây này. Mang tai mang tiếng, người ta bảo là chúng tao không biết dạy dỗ mày. Làm thế nào cho giông bão nó lắng xuống đi, chứ không thì nhục lắm. Con đã tính toán dự liệu cả rồi. Tính toán cái gì thì triển khai nhanh đi. Mình sẽ lấy hành động đẹp để dẹp đi tiếng xấu. Cụ thể thế nào nói luôn đi, cứ vòng vo tam quốc làm cái gì. Đi từ thiện. Từ thiện? Bao nhiêu người khốn đốn lao đao vì từ thiện, rồi lôi nhau vòng lao lý đấy. Liệu có làm hẳn hoi được không? Mẹ cứ yên tâm, ăn ký ngủ ngon, mọi việc cứ để con tiến hành. Dự liệu cả rồi. Cụ có con có cái mà lại sống vò vọ một mình thế này, có khác gì neo đơn? Từ cái ngày ông nhà tôi bỏ tôi đi ngủ với Jun là tôi cứ sống một mình đến bây giờ. Cô đơn thì cô đơn thật, nhưng mà được cái thoải mái, chả phải phụ thuộc vào ai. Chứ ở với chúng nó phức tạp lắm. Nhớ phải cái đứa nó tệ bạc đối xử chả ra gì thì đau đớn lắm. Cụ nói cũng phải. Để cháu dìu cụ ra ngoài cho thoáng. Nào đi. Dạ dạ thôi, xương tôi giòn lắm đấy. Ôi giời ơi. Dạ, chào cụ, chào bác Hầu. Bình đấy, bình xin. Chào cả nhà.
Thế hôm nay Hoa Khôi không đi sự kiện gì hay sao mà lại có thời gian rảnh rỗi qua nhà tôi thế này? Cháu nó vừa đi từ thiện ở trạm xá 5 sao, giờ qua chỗ ngàn sao để từ thiện thêm. Ghê quá nhỉ, người nghèo chưa thấy giúp lại còn giúp đỡ ở trạm xá 5 sao. Chắc là cái trạm đấy nó tài trợ cho cái Vương Miện chứ gì. Này, bác đừng có mà ăn nói liên thiên. Kính thưa cụ, biết cụ ốm cụ đau, cháu đến từ thiện để làm mầu cho bản thân. Đây, có gói bánh thẻ hương, chúc cụ sớm lên đường quy tiên. Cảm ơn lòng thơm giả thối của cô. Bánh thì mang về mà ăn, để cho não no có thêm nhiều nếp nhăn. Còn hương, mang về mà khấn vái tổ tiên, để các cụ phù hộ, thời gian tới ít phiền vào thân. Cái Vương Miện nó đang lung lay rồi đây. Để bà đây nói cho mà nghe, Hoa Khôi sống bằng hình ảnh. Một khi hình ảnh đã vấy bẩn, không được thiện cảm trong lòng dân thì không bằng cục đâu con à. Đi từ thiện chứ có phải trên sàn đâu mà đội Vương Miện váy vóc đeo băng danh hiệu khoe mình là hoa hậu chứ gì. Từ thiện là phải tử tốn nó giản dị thì mới gần gũi chứ, làm màu thế. Thôi về đi ốc ơi, tao nhục dần đều rồi, cháu xin quả mướp nhé. Đợi con với. Giờ ai dám ra đường? Bố lại chui vào đấy làm cái gì? Tốt nhất là mày mang trả Vương Miện cho người ta, cho tao đỡ nhục. Tiến bộ thì chẳng thấy đâu, lại lún sâu vào lùm xùm. Ôi giời.